là gì nhỉ? À, chị nhớ ra rồi. Đó chính là cứ nhìn em rồi chị lại quên lên. Đi chơi chỗ khác đi. Bạn đi. Trời ơi, đứng đằng sau chị đi. Đó chính là thử thách 100k mua đồ ăn cùng màu. Xem là ai sẽ được mua được nhiều đồ ăn hơn thì người sẽ giành chiến thắng các em ạ. Yeah, được mua đồ ăn rồi. 100k của em đây. Mỗi người 100k nhá. Đây là mỗi lá thăm là một màu khác nhau. Rồi, giờ em bốc đi. Rồi, đừng đợi chị, đợi chị. Màu đỏ. Màu đen. Tức là 100k mua đồ ăn đỏ đen các em ạ. Và xem ai sẽ là người mua được đồ ăn nhiều nhất và ngon nhất. Nào, bây giờ các em hãy cùng với chị Hằng và của MD đi đến siêu thị để mua đồ ăn thôi. Đi. Let's go. Rồi, chị em mình sẽ mỗi người một cái. Ai của em này. À, chị ngồi lên đây rồi em đổn cả chị vào nhá. Yêu chị nặng lắm. Không nặng mấy đâu. Âm hiểm rồi. Ủa, Trang ơi, đồ màu đỏ đây rồi. Chưa gì đã mà đồ màu đỏ tao đúng này rồi. Đây, đồ màu đỏ tao đúng này rồi, Trang ơi. Mà em định ăn Omo à? Ui trời, em nhầm. Đồ này được đấy. Này phải kẹp quần áo thôi rồi. Thằng nào ấy? Thằng nào úp chị em mình sao ấy? Trời ơi, đây mà là nhà của mình nhờ. Cô ăn phát là 247 à? Một chai. Ô la la, một cái màu đen. Ô la la, một cái màu đỏ. Mì tôm chua cay đặc biệt ba miền. Ui, ngon thế. Màu đen 16.000. Mua được. Nhiều màu đỏ quá, mình phải chọn cái tô. Yeah, bimbing đen. Nhưng mà để chị xem là chị đã mua hết bao nhiêu tiền rồi đó. Ông tí là tiêu quá hết tiền, là không có tiền để thanh toán, người ta đuổi về đấy. 16.000, 7.000, 16.000 là 23.000. 23 cộng với lại 5.000 mới có chưa được 30.000. Yeah, một bim bim. Hải sản cay. Ôi trời đất ơi, gói bim bim gì mà đắt vậy trời. Gói bim bim này 16.000 cơ. Đắt 16.000 á. Còn cái bim bim nào màu đen mà nó rẻ hơn không nhở? Em tin là bim bim này rồi chị ơi. Bim này có 4.500 thôi. Yeah, một gói đoán á. Các bạn ơi, mình đã mua được khá nhiều nhưng mà mình tiêu hết chỉ có 40.000 thôi. Gói này có 4.000, gói này 16.000. Nhưng mà cái bánh quẩy hải sản cay này mình chưa được ăn bao giờ. Mua luôn. Wow, một cái màu đỏ nữa. Yeah. Các bạn có tiền rồi. 12.500, vẫn chưa hết 100.000. Yeah, các em ơi, chè đô đen. Đen xì luôn. Gần 50.000, thêm cái này là 14.000 nữa. Mới có hết hơn 6.000 thôi. Mua tiếp. Mì đen. Mì đen. Bao tiền? 9.000. Ok, 9.000 là mua luôn. Thế là khoảng mất 70.000 rồi các em ạ. Đâu xem nào. Mình sẽ đủ 100k rồi đấy. Giờ mình đi mua một loại bánh mình rất thích, là đó chính là bánh chocobai. Nào, xong rồi mình đi thanh toán tiền luôn. Yeah, đây chính là bánh chocobai mình thấy rồi. Để ở đây. Bây giờ mình sẽ đi thanh toán tiền nhé các bạn nhá. Đua. Bao nhiêu ấy? 15.000. Yeah, còn thử 25.000 nữa. 8.000. Yeah, 98. Em ơi, chị và Cú Mê Đê đã về đến nhà. Và đây là tất cả những món đồ mà chị và Cú Mê Đê đã mua được trong 100.000 các em ạ. Và bây giờ chị và Cú Mê Đê sẽ xem là ai sẽ là người mua được nhiều đồ hơn. Thế để em đếm trước cho chị nhá. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Bằng số lượng các em ạ. Tức là có số lượng bằng nhau. Nhưng mà của chị mua hết có 75.000 thôi. Còn Cú Mê Đê mua tận 98.000. Yeah. Và bây giờ thì chị và Cú Mê Đê sẽ thử xem là đồ ăn màu đen và đồ ăn màu đỏ xem là có ngon không nhá. Bây giờ chị ăn bim bim trước. Chị sẽ ăn cái gói bim bim 16.000 này. Mà chị chưa từng ăn cái gói bim bim này, nó đắt tiền như thế các em ạ. Gói này tặng 16.000 tiền. 16.000 hả chị? Chắc chắn là nó sẽ rất là ngon đây. Có 5.000. Đây là bánh quẩy hải sản cay. Đây, em ơi. Giống hệt với ngoài hình luôn. Ngon.
chị mua được một chai Pepsi siêu to khổng lồ luôn. Em mấy lần cái chai nước này của Phú Mỹ đây. Của chị đắt điên gì? Tiết kiệm mà. Tiết kiệm thì mà mua còn đắt hơn người ta. Ra. Bọn em nhìn đùa rất là ngầu và rất lừ luôn. Uống hết tí đừng mà xin chị ấy. À, uống sức mạnh. Chất lừ. Rồi, em đi tìm tiếp. Pepsi ngon thật đấy. Chị chuyển sang ăn hạt hướng dương. Hạt à? Em không có hạt gì. Em chỉ ăn bánh. Bánh gì đây? Em xem nào. Tô giờ giờ ôn ở ý à? Chắc quần nào là đó. Một gói hạt hướng dương này được rất là nhiều ăn ngay mà. Gì cắn hạt hướng dương mà cắn. Em ăn bánh thế này, bánh trắng chảnh này. Để em bóc trong xem bánh gì nhá. Chắc chắn là sô-cô-la em thích rồi. Một thanh sô-cô-la luôn chị ạ. Ngon tùy cũng nhờ. Ui, vị sô-cô-la ngon thế. Độ ngọt vừa phải. Độ đen rất là mềm. Bánh rất siêu to khổng lồ này, chắc ngon lắm đây. Hóa ra là đồ ăn màu đen cũng ngon thật đấy. Chị ơi, chị nhìn nè, chị ơi nhìn nè. Thấy gì chưa? Bánh trăng màu vàng rồi. Hôm nay đây chọn đồ không chính xác rồi, đúng không em? Đúng rồi, màu đỏ mà chị. Màu đỏ bên trong màu vàng. Để em xem ở trong cái nhân nó màu gì nào. Trong hộp, trong vỏ cũng màu vàng nữa. Phải là màu đỏ đây, màu đỏ đây. Bánh đậu xanh thì tất nhiên là màu vàng rồi. Màu xanh. Đây là màu xanh. Cũng bên đây bị mù màu rồi đây ạ. Ôi, khô cổ. Ôi, khô cổ. Nếu mà cái chè đỗ đen này ăn mát thì ngon hơn nha em ạ. Đúng đó chính là chocopay. Món em yêu thích nhất đây. Mì tương đen đấy mà. Đấy, vỏ đen, mì tương đen bên trong cũng màu đen luôn. Có em màu đỏ ở trong cũng đỏ luôn này. Đen đen. Nhưng mà trong bánh kiểu gì cũng không đỏ. Trong bánh chắc chắn là đen rồi. Thì chuyển sang đây cho chị ăn cho. Không. Sai rồi. Thử thách lần này theo các em thì ai là người giành chiến thắng? Nhớ bình luận cho Cún nhá. Em sẽ ăn mì của em, cũng chín rồi. Em ăn hết cái hộp mì này. Em sẽ không ăn hết cái hộp mì này. Rất là thơm ngon luôn em ạ. Nó có vị ngọt ngọt. Mùi kiểu mùi tương ấy, nên là cái mùi, cái vị tương này chị lại rất thích ăn nhá. Em cũng vậy. Thằng ơi, cay lắm. Cây của nó hắc cái gì đó. Ui, cũng bị đêm sao đây, sao nhăn nhó mặt mày thế. Ôi dồi ôi chị ơi, cái mì này nó cay, nó cay. Thì đấy, tên của nó là cay cay mà. Cay không chị? Theo chị đấy, không cay. Nó chỉ rất là thơm cái mùi xả thôi. Mà cái mì này nó nhạt lắm. Liệu chị có quên cho súp không nhỉ, mà sao nhạt thế nhỉ? Ok em ơi, vậy là thử thách ngày hôm nay của chị và của Mê Đê đã hoàn thành rồi. Và nếu mà các em thấy đồ ăn nào ngon hơn thì nhớ cho chị thật là nhiều like nhá. Đừng quên đăng ký kênh nha các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.